thật sự là lúc trước mà khi mình chưa có đặt cái đá gan thì như là mình đi cầu cái phân của mình, nói chung là nó lúc này lúc kia. Nhưng mà khi mình chườm gan trong vòng 4 ngày á thì mình cảm thấy là cái phân của mình nó đặt lại. Tức là không còn đi lỏng nữa. Giờ phân sống đúng không? Lúc trước là phân sống và bây giờ tiêu hóa đã tốt hơn.